đồ chơi hạt bóp từ cát tông, dễ thôi. Cắt miếng bìa và tạo các ô bóp bằng dụng cụ bấm lỗ. Dán vào. Viền dây thừng xung quanh. Đã xong đồ chơi bóp cho mọi người đây. Mary là cô gái nghèo sống trong ngôi nhà đổ nát. Trời lạnh quá. Mình cần sưởi ấm. Ồ, là do cửa sổ. Nó bị hỏng nặng quá, phải sửa nó thôi. Được rồi, tuyệt quá. Giờ đã có thể đọc báo rồi. Để xem có cơ hội việc làm không. Ồ, không có tin gì mới cả. Không thể chịu nổi nữa, quá đủ rồi. Mình cần thư giãn. Thiếu tiền không phải là vấn đề với mình. Mình sẽ tự mình kiếm tiền. Và cô đã đúng. Đồ chơi bóp thủ công giúp bạn xoa dịu tinh thần. Búp bê nhỏ bằng đất nặng đang thay đổi diện mạo. Màu tóc hoàn hảo, thật đẹp. Mọi thứ đều hợp với cô nàng xinh đẹp này. Búp bê được bày bán trong siêu thị. Heidi rất thích chơi với đồ chơi mà mình thích. Nhưng cô nhanh thấy chán. Ồ, làm gì đây? Xem tivi thôi. Wow, cái gì vậy? Quảng cáo LOL mới. Mình muốn búp bê này. Ồ, đẹp quá à. Mình cư xử tốt, được điểm cao. Vậy mà không lấy được búp bê. Liệu nó sẽ từ trên trời rơi xuống chứ? Cái gì vậy? Để xem nào. Wow, là búp bê. Thật không thể tin được. Nó sẽ là đồ chơi tuyệt nhất trong bộ sưu tập của mình. Chúng ta có thể tự làm búp bê từ xiên que và tăm. Cắt ra từng mảnh và làm một hình nộm nhỏ nha. Bộ quần áo nhỏ che cơ thể bằng gỗ. Melena chơi với búp bê yêu thích của mình. Trông có vẻ cũ nát, nhưng vẫn là đồ chơi yêu thích của cô bé. Con yêu, chúng ta làm búp bê mới nào. Tuyệt, làm thôi. Để xem chúng ta có gì nào. Mẹ tìm thấy hộp dụng cụ. Mẹ còn có thể làm tất cả mọi thứ. Cho con, công chúa của mẹ. Wow, giờ con có hai búp bê gỗ nè. Chơi cùng nhau sẽ vui hơn nhiều. Nặng quả bóng nhỏ từ đất sét điêu khắc. Nhào thành quả trứng. Và đánh bóng các cạnh. Thêm logo Kinder Joy Maxi. Wow, to quá à. Không biết có bất ngờ gì đang giấu bên trong ha. Một ngày nắng ấm ở công viên. Chúng ta sẽ thèm đồ ngọt. Em bé tội nghiệp thấy quả trứng Kinder Joy Maxi rất lớn. Wow, thật tuyệt. Ừ, tiếc quá. Trong túi mình không có gì cả. Đành phải đi thôi. Trong khi đó, một chàng trai giàu có đã lấy quả trứng. Ồ, xe hơi. Mình có cả một bộ sưu tập xe hơi. Rút trứng cút ra nha. Tách làm đôi. Thêm nhãn Kinder Joy Maxi. Có chú chim ẩn náu bên trong như thể đây là tổ của nó vậy. Em bé tội nghiệp ngồi trên băng ghế và vẫn mơ về Kinder Joy Maxi. Ước gì mình mua được một cái giống hệt. Theo mình, nhanh lên. Chíp chíp, theo mình. Cậu bé không chần chừ và đi theo. Wow, nó giống Kinder mà mình muốn. Là phép thuật nào vậy? Cảm ơn chim rất nhiều. Vỏ trứng nứt. Trong quả trứng xuất hiện chú chim nhỏ. Ồ, là phép màu. Thật vui khi ở bên các cậu. Đây là ngày tuyệt nhất trong đời mình. À, trông cậu có vẻ đang rất vui. Mình chơi cùng được không? Mình có đồ chơi. Tất nhiên, nếu bạn không tham lam, bạn có thể nhận được điều quý giá như tình bạn chẳng hạn. Làm búp bê thanh lịch từ đất nặng nha. Làm chân váy xòe bằng vải đỏ. Thêm áo ngực đỏ nha. Trang trí viền váy bằng đá quý và kim cương giả. Sửa lại lớp trang điểm. Búp bê đã sẵn sàng trưng bày với bao bì lấp lánh.
ai đó sẽ nhận được món quà tuyệt vời. Có buổi lễ trong lâu đài. Hôm nay là sinh nhật của nữ ca sĩ opera Lydia. Một người bạn tặng cô búp bê. Bản sao thu nhỏ của Lydia. Wow, nó giống hệt mình. Cảm ơn Amy. Một vị khách cố gắng đến dự tiệc. Thật sao? Mình vào rồi. Ồ, cô ấy đây rồi. Ca sĩ yêu thích của mình. Cô bé hào hứng chạy đến chỗ Lydia. Em là fan hâm mộ của chị. Xin lỗi, em không có quà cho chị. Nhà em rất nghèo. Nhưng em vẫn có thể gặp thần tượng của mình chứ. Đừng lo, em tên là gì? Lydia lịch sự nói chuyện với fan của cô. Nhận lấy, đây là chị, nhỏ hơn một chút. Dù sao chị cũng không chơi búp bê. Coi như là quà kỷ niệm của chị nha. Cảm ơn, em biết chị là người tốt mà. Nhào đất sét nhẹ. Màu nâu đậm hoàn hảo để làm một chú gấu. Định hình cơ thể nha. Thêm đầu và đôi tai nhọn. Khuôn mặt thật buồn cười. Chú gấu hơi mòn, nhưng vẫn là món đồ chơi yêu thích của ai đó. Mary đến thành phố để tìm vài thứ thú vị ở bãi rác. Nếu có ai ném tờ vé số ra ngoài thì sẽ thế nào nhỉ? Oh, wow. Tuy hơi cũ, nhưng là một chú gấu rất dễ thương. Mình sẽ mang nó về. Mình và gấu bông này sẽ sống cùng với nhau. Mary lau bụi trên đồ chơi mới. Mình phải vá lại. Một cây kim và vài đường chỉ là xong. Yeah, giờ thì mới toanh nè. Bạn mới của mình thật mềm mại và tốt bụng. Làm giá vẽ từ đũa. Sơn vàng các thanh gỗ. Trang trí với kim cương giả nha. Bịch kính các ống. Đã đến lúc tạo ra kiệt tác đây. Hay đi đến công viên để vẽ ngoại cảnh. Mình có bộ giá vẽ đắt tiền đây. Và chắc chắn sẽ tạo ra kiệt tác với nó. Chút xanh, đỏ và tô bóng. Xong rồi. Ồ, nó cứ như một mớ hỗn độn vậy. Chào. Sao cậu khóc? Mình không tài năng gì cả. Cùng thử đi. Mình sẽ dạy cậu nha. Jimmy vẽ nền. Yay! Cậu ấy vẽ các bông hoa rất là đẹp. Cứ theo mình. Chúng ta có thể làm mọi thứ. Thật vậy, bức tranh rất là tuyệt. Cảm ơn vì kiệt tác này, Jimmy. Cậu lấy màu vẽ đi. Cậu vẽ đẹp hơn mình nhiều mà. Cắt từng miếng từ lon nhôm. Nhờ ba mẹ các bạn làm giúp nha. Dùng hoa khô làm đầu cọ nè. Bạn có thể tạo ra kiệt tác từ những dụng cụ đơn giản. Cô gái nghèo đến thành phố để vẽ bức tranh tiếp theo của mình. Đột nhiên, Samantha thấy quang cảnh tuyệt đẹp. Nhưng cô thậm chí không có cọ vẽ. Có rất nhiều thứ hữu ích trong thùng rác. Ồ, dùng bìa cứng như giấy vẽ. Tuyệt vời. Có cọ và sơn cũ của ai đó ở đây nè. Người nghệ sĩ có cảm hứng bắt đầu sáng tạo. Wow, cứ như một kiệt tác thật sự. Bức tranh thật tuyệt vời. Kỹ thuật cũng rất tốt. Bọn mình sẽ trả tiền để mua bức tranh này. Người mua rất vui vì đã mua được. Còn Samantha rất vui vì bán được tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của mình. Giờ mình có thể tự mua dụng cụ được rồi. Yay! Cắt nhỏ bìa cứng thành hình vuông nhỏ nha. Đính kim cương giả hình bông hoa. Sơn màu vàng acrylic trong suốt cho nổi bật. Chơi đồ chơi bóp sang trọng rất thú vị nha. Thomas giàu có tất cả mọi thứ mà đứa trẻ ở tuổi cậu hằng mơ ước. Cậu ấy là fan hâm mộ đồ chơi chống trầm cảm. Đồ chơi pop bằng vàng duy nhất trên thế giới. Đây là cơ hội duy nhất để đặt hàng và được giao hàng cực nhanh nha. Ồ, không thể lỡ cơ hội này, mình mua nó. Wow. Mình có được rồi. Mình muốn tất cả người theo dõi biết mình đã mua đồ chơi pop nào. Chụp ảnh thôi.